Chủ nhật ngày 29 tháng 4 vừa qua, Hội Thiện Nguyện Người Mỹ Giúp Trẻ Em Á Châu EH đã tổ chức một bữa tiệc gây quỹ tại nhà hàng Jasmine. Hội Thiện Nguyện EH liên tục hoạt động từ 20 năm qua với nhiều thành quả tốt đẹp trong các chương trình từ thiện thường xuyên như giúp trẻ em khiếm thính có máy nghe, đào nước giếng để có nước sạch, cung cấp nước tốt lành cho các gia đình, cấp học bổng, tặng xe đạp cho học sinh giỏi và nghèo. Ngoài ra, hội còn giúp những dự án đặc biệt như cung cấp xe lăn cho người tàn tật, giải phẫu, chữa bệnh, xây cầu cho các gia đình trong vùng quê xa xôi. Tất cả các hoạt động của Hội Thiện Nguyện EH đều do các thiện nguyện viên đảm trách, hoàn toàn không nhận bất cứ một chi phí gì để bảo đảm tất cả số tiền quyên góp đến tận tay các trẻ em cần sự giúp đỡ. Cùng nhau ta hãy thắp lên ngọn nến tình yêu đến cho muôn người, còn bao khôn khó thiếu áo cơm ngày mai. Cùng nhau ta rất chia với đời, tạo niềm tin với bao hy vọng, một ngày mới đến đây với muôn ngàn yêu thương. Cùng nhau ta hãy thắp lên ngọn nến tình yêu đến cho muôn người, còn bao khôn khó thiếu áo cơm ngày mai. Cùng nhau ta sắp chia với đời, tạo niềm tin với bao hy vọng, một ngày mới đến đây với muôn ngàn yêu thương, một ngày mới đến đây với muôn ngàn yêu thương.